ngày 11 tháng 4 năm 2007, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định số 48 QĐTU về việc thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương. Đến nay, Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương có 38 đảng bộ, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trực thuộc với 87.899 đảng viên. Ngày 11 tháng 10 năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành quyết định số 2496 QĐTUDTN về việc thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khối doanh nghiệp Trung ương là tổ chức đoàn tương đương cấp tỉnh, trực thuộc Trung ương Đoàn. Tại thời điểm thành lập, đoàn khối gồm 27 đồng chí ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ gồm 9 đồng chí, 26 tổ chức đoàn trực thuộc với gần 40.000 đoàn viên thanh niên. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối doanh nghiệp Trung ương bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ khối và định hướng chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, thường xuyên đổi mới, sáng tạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của đoàn và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ khối, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ cả nước. Hiện nay, đoàn khối gồm 38 tổ chức đoàn trực thuộc, trong đó có 28 đoàn tương đương cấp huyện và 10 đoàn cấp cơ sở với 96.520 đoàn viên. Số đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc đoàn tương đương cấp huyện là 18, đoàn cấp cơ sở là 844. Số chi đoàn thuộc đoàn khối là 3.491. Qua 4 kỳ đại hội đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối doanh nghiệp Trung ương không ngừng lớn mạnh, tiếp nối truyền thống quý báu của các thế hệ cán bộ đoàn khối đi trước, từng bước khẳng định vai trò vị thế của tổ chức đoàn trong khối doanh nghiệp Trung ương. Một số kết quả hoạt động nổi bật. Ngay từ khi được thành lập, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống được đẩy mạnh, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên. Cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam học tập làm theo lời Bác được triển khai sâu rộng đã có tác động tích cực, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức cũng như hành động của lực lượng đoàn viên và thanh niên trong khối. Trong đó, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ thị 42 CTTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Giai đoạn 2007-2022, các cấp bộ đoàn trong khối đã tổ chức 8.215 hội nghị, lớp học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thu hút 703.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Toàn đoàn đã có 476.000 lượt đoàn viên thanh niên được tham gia các diễn đàn, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề và các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc ứng dụng chuyển đổi số, tận dụng không gian mạng trong công tác tuyên truyền, giáo dục được thực hiện đồng bộ, quyết liệt trên nhiều nền tảng số và bước đầu đem lại hiệu quả tốt, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tổ chức đoàn các cấp trong khối đã tiên phong thực hiện việc kết nối hệ thống các trang cộng đồng trên mạng xã hội để tạo sự đồng bộ, lan tỏa trong công tác tuyên truyền, giáo dục. 15 năm thành lập, trải qua 4 kỳ đại hội, Ban chấp hành Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào hành động cách mạng do Trung ương Đoàn triển khai. Nhiệm kỳ 2007-2012 nổi bật với 2 phong trào: năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Nhiệm kỳ 2012-2017 trọng tâm với 2 phong trào: xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Thường vụ Đoàn khối bám sát các phong trào do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 quyết định, triển khai 3 phong trào hành động cách mạng bao gồm thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và 3 chương trình đồng hành với thanh niên. Các phong trào và chương trình được đoàn khối triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình phát triển kinh tế xã hội và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh niên phát triển toàn diện. Thông qua các phong trào, vị trí, vai trò, uy tín của tổ chức đoàn và hình ảnh đoàn viên thanh niên được khẳng định và ghi nhận. Kết quả, trong 15 năm qua, đoàn khối luôn là đơn vị dẫn đầu cả nước về đảm nhận, thực hiện các công trình thanh niên với 29.799 công trình, hơn 350.000 ý tưởng sáng kiến của đoàn viên thanh niên được đề xuất, trong đó có 20.712 sáng kiến, đề án, đề tài khoa học được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tạo ra giá trị làm lợi gần 4.100 tỷ đồng. Các tổ chức đoàn trong toàn khối đã tham gia xây dựng 2.065 ngôi nhà yêu thương,
nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết với trị giá gần 150 tỷ đồng. Hỗ trợ xây nhà văn hóa thôn, cầu giao thông, nhà tiêu hợp vệ sinh, sân chơi thiếu nhi, tặng máy tính, xây dựng, sửa chữa đường giao thông, thắp sáng đường quê với tổng số tiền gần 580 tỷ đồng. Hàng năm, toàn khối hiến được 130.000 đơn vị máu, thể hiện trách nhiệm sâu sắc, tính nhân văn của tuổi trẻ khối doanh nghiệp trung ương đối với xã hội và cộng đồng. Ban Thường vụ Đoàn khối đã tham mưu thực hiện quyết định số 2920/QĐ-DUK ngày 8 tháng 9 năm 2014 về ban hành quy định thực hiện quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong khối doanh nghiệp trung ương, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy khối ban hành kết luận số 82/KL-DUK về công tác đoàn và phong trào thanh niên trong khối doanh nghiệp trung ương, cấp ủy đảng các đơn vị quan tâm tạo điều kiện hơn đến công tác cán bộ đoàn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị, kỹ năng công tác thanh niên, bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo đối với nhiều cán bộ đoàn, bố trí sắp xếp cán bộ chuyên trách công tác đoàn khi đã quá độ tuổi giữ chức vụ, quan tâm cơ cấu bí thư đoàn thanh niên tham gia cấp ủy, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ đoàn và tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tốt vai trò của thanh niên, của tổ chức đoàn tại đơn vị. Công tác bố trí sử dụng luân chuyển cán bộ đoàn được thực hiện kịp thời và phù hợp với tình hình thực tiễn. Chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn trong khối ngày càng được nâng cao. Toàn khối đã tích cực triển khai các giải pháp trong công tác nâng cao chất lượng đoàn viên. Năm 2022, đoàn khối là đơn vị thí điểm triển khai phần mềm quản lý đoàn viên của Trung ương đoàn. Áp dụng phần mềm quản lý đoàn viên tại các cơ sở đoàn trở nên đồng bộ, thuận tiện. Từ những hoạt động thực tiễn trên, trong 15 năm qua, toàn khối đã kết nạp được 15.032 thanh niên ưu tú vào đoàn, tích cực đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trẻ. Đoàn khối đã tổ chức và phối hợp tổ chức 5 hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên. Toàn khối phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho đảng 47.158 đoàn viên ưu tú bồi dưỡng kết nạp đảng và đã có 35.376 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thành tích tiêu biểu trên chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển. Với những thành tích đã đạt được trên các lĩnh vực, trong 15 năm qua, Ban Chấp hành Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương đã nhận được nhiều danh hiệu khen thưởng cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Nhiều năm liên tiếp được nhận cờ thi đua của Đảng ủy khối và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cờ thi đua Chính phủ năm 2017, bằng khen Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích trong phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Với khẩu hiệu tuổi trẻ khối doanh nghiệp trung ương, đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, tại Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ khối doanh nghiệp trung ương luôn kế thừa và phát huy những kết quả các thế hệ cán bộ đoàn khối để quyết tâm xây dựng tổ chức vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương và các đơn vị trong khối, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo định hướng chỉ đạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tuổi trẻ khối doanh nghiệp trung ương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng.